Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xếp hạng tình duyên của 12 chòm sao cuối năm 2020, ai đào hoa bùng nổ, ai bờ vực chia phôi. Xem xếp hạng tình duyên của 12 chòm sao cuối năm 2020 này, ai sẽ là người đào hoa ngập lối, tìm được nửa kia, ai sẽ là người gặp phải nhiều trăn trở. Hãy cùng Địch Nghề Tốt tìm hiểu ngay sau đây. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Địch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Hạng 1, Bảo Bình. Khoảng thời gian cuối năm 2020 này, vận trình tình cảm của Bảo Bình có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, thậm chí bạn còn có thể bước sang một trang mới của cuộc đời. Những bạn còn độc thân dành nhiều thời gian để suy nghĩ và dần xác định rõ ràng mình cần một tình yêu như thế nào. Nhờ đó mà bạn biết mình cần phải hành xử ra sao mỗi khi thích một người hoặc có một người theo đuổi. Một số người đã bước qua được cái bóng của quá khứ, bạn buông được những suy nghĩ, tình cảm trước đó và dần đón nhận những người mới, những tình cảm mới khiến cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Hạng 2, Song Ngư. Xem xếp hạng tình duyên của 12 chòm sao cuối năm 2020, Song Ngư phải đối diện với nhiều mối quan hệ phức tạp trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, sau khi trải qua được rắc rối, bạn cũng sẽ nhận ra ai là người thật lòng tốt với mình. Do đó, khi đã xác định được người ấy, bạn nên học cách trân trọng đối phương. Hãy nói thật lòng những điều mình đang nghĩ, đừng lập lờ khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang, lo lắng. Người đã có đôi có cặp có thể phải chịu áp lực lớn lao trong công việc. Bạn nên chia sẻ với người ấy để hai người có thể cùng nhau vượt qua. Đừng nghĩ làm vậy là làm phiền đối phương. Trên thực tế thì việc làm này sẽ khiến cho cả hai người càng thêm gắn bó hơn. Hạng 3, Hổ Cáp. Giai đoạn này, Hổ Cáp có thể có nhiều suy tư, lo lắng về chuyện tình cảm. Bạn băn khoăn không biết người ấy sẽ đến với mình có thật lòng hay không, hay tình cảm của mình có thể kéo dài bao lâu. Tốt nhất là bạn nên chú ý cách ăn nói và hành xử, đừng để lời nói vô tình của mình gây tổn thương cho người khác. Đến thời điểm cuối năm, vận trình tình cảm có dấu hiệu ổn định hơn bởi đôi bên thường xuyên trao đổi, tâm sự. Hai người càng ngày càng hiểu nhau hơn, biết đặt mình vào vị trí của đối phương để bao dung cho những việc làm, những khuyết điểm của người ấy. Hạng 4, Kim Ngưu. Chuyện tình cảm của Kim Ngưu về cơ bản là vẫn ổn định. Hai người đang ngày càng mở lòng, tâm sự với nhau nhiều hơn để hiểu về nhau hơn. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hai bạn luôn chủ động, trò chuyện, không để những nghi ngờ khiến cho tình cảm rạn nứt. Bạn cũng chẳng còn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, cũng như không quan trọng hóa vấn đề nữa. Nếu là con gái, bạn cũng dần trở nên mềm mại hơn, biết dựa dẫm vào người ấy, chứ chẳng còn quá mạnh mẽ hay độc lập như trước đó. Hạng 5, Song Tử. Có thể một vài vấn đề tài chính sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh của bạn. Sau khi trải qua một vài sự kiện nhất định, bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã hiểu rõ hơn về con người, về bản chất của các mối quan hệ. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng trở nên thấu hiểu người ấy hơn để có cách cư xử cho đúng mực. Một vài bạn độc thân có thể sẽ cần dành thời gian để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình, xem mình có nên bắt đầu một mối quan hệ mới hay không. Dù chấp nhận hay từ chối thì bạn cũng nên dứt khoát lên nhé, chớ dây dưa lòng vòng. Hạng 6, Sư Tử. Cuối năm là thời điểm khá bận rộn đối với công việc, bạn thường phải bôn ba chạy đồn chạy đáo để đủ vấn đề cho như công việc hay sức khỏe hay tiền bạc. Chính vì vậy mà bạn có phần hơi thở ơ với chuyện tình cảm. Dù bận rộn đến mấy thì bạn cũng nên dành thời gian hỏi han người ấy đôi câu, nếu không đối phương rất có thể sẽ nghĩ này nghĩ nọ đấy. Đến cuối tháng 12, mọi việc có vẻ dần được ổn định hơn trước, bạn hãy nhân cơ hội này để hâm nóng cảm xúc giữa hai người. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được sự chú ý của một vài người khác giới. Hãy dành thời gian cân nhắc xem đó có phải là đối tượng triển vọng hay không. Hạng 7, Nhân Mã. Cuối năm này, Nhân Mã bỗng trở nên rất đào hoa. Dù thực ra điều ấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi lúc nào mà bạn chẳng nổi bật giữa đám đông. Nhưng đào hoa quá cũng là có cái hại bởi bạn thường xuyên bị làm phiền bởi những đối tượng bạn không ưa. Nếu đã có nửa kia của mình, bạn cần giữ khoảng cách với người khác, đừng vì một phút ham vui nhất thời mà làm những việc gây tổn thương cho đối phương. Đôi khi gặp căng thẳng trong công việc, bạn cũng chớ nên chút giận lên người ấy. Hãy nhẹ nhàng và bình tĩnh, tâm sự để hai người có thể đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề. Hạng 8, Ma Kết.
mà Kate sẽ phải dành nhiều thời gian để giải quyết vấn đề gia đình trong thời điểm cuối năm này. Những người trưởng thành thường xuyên bận tối tăm mặt mũi cho chuyện nhà đất, chăm sóc nửa kia và con cái. Còn những người trẻ tuổi có thể không nhận được sự đồng tình của người thân về mối quan hệ tình cảm, khiến bạn dần có những cái nhìn bi quan và tiêu cực. Mà Kate cần chú ý, dường như bạn đang quá tập trung vào quan điểm của mình mà coi nhẹ đi ý kiến của mọi người xung quanh. Ai cũng hiểu là bạn đang rất cố gắng, nhưng bạn cũng nên nhìn thấy cái vất vả của người khác cũng đang phải chịu đựng cùng mình. Hạn 9. Bạch Dương. Bạch Dương đã có đôi có cặp, cần phải chú ý trong cách nói năng và hành xử, bởi nhiều khi cơn giận dữ của bạn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tình cảm và bầu không khí trong gia đình. Đừng vì những áp lực phải chịu đựng trong sự nghiệp, trong kinh tế để mâu thuẫn, nổi nóng với người ấy. Một khi đã nhận ra lỗi lầm của mình, bạn nên chân thành xin lỗi đối phương. Đừng cố tình khiến cho tình hình thêm căng thẳng bởi cái tính sĩ diện, cứng đầu của mình. Hạng 10. Thiên Bình. Khi hai người xảy ra xung đột, những lời nói và hành vi bị nóng nảy chi phối rất dễ khiến cho đôi bên phải chịu tổn thương. Thời điểm này, chuyện tình cảm của Thiên Bình không được ổn định như mong muốn. Những hành động của đối phương có thể khiến cho bạn cảm thấy người ấy như đang cố tình chống đối mình. Lúc này, giải quyết tình huống sao cho khéo léo và tế nhị là quan trọng nhất. Nếu hai người cứ luôn đứng ở vị trí đối lập thì mâu thuẫn sẽ chẳng bao giờ kết thúc được đâu. Hạng 11. Sử nữ. Những vấn đề tình cảm một lần nữa xuất hiện làm phiền đến sử nữ. Một số bạn có thể nhận được tin nhắn hoặc những cuộc điện thoại hỏi han đến từ người cũ. Xem ra đây chính là lúc bạn cần phải đưa ra quyết định dứt khoát rồi. Nếu không còn tình cảm thì không nên tiếp tục dây dưa với người đó nữa, bởi việc đó chỉ khiến cho bạn tốn thêm thời gian và sức lực mà thôi. Nhưng ai có đôi có cặp cần hạn chế hết sức việc tranh cãi với nửa kia. Bạn không nên quá chi li tính toán hoặc soi bỏ những khuyết điểm của người ấy, khiến cho người ấy cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Hạng 12. Cự giải. Tình cảm đem tới cho cự giải nhiều áp lực. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy phải trải qua nhiều sóng gió và thử thách khác nhau. Thậm chí có một vài cặp đôi còn đứng trên bờ vực chia rẽ. Khi đối diện với những vấn đề này, bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nên để những cảm xúc nóng nảy chi phối, nói hoặc làm những hành động gây tổn thương cho người ấy. Mâu thuẫn xảy đến cũng là lúc hai người hiểu thêm về những tính cách ẩn giấu của đối phương. Với những bạn còn độc thân, chuyện tình cảm của bạn không có nhiều biến động, dường như duyên phận vẫn chưa đến với bạn thì phải. Hãy chờ đợi thêm nhé! Đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt, chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau!